Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình xin giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm của gốm sứ Bát Tràng. Ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một cái tác phẩm, đó chính là một cặp lục bình sứ Bát Tràng hàng Nên Lam giả cổ, họa tiết vẽ tay. Và mẫu chế tác tích cảnh trên tác phẩm này là hình ảnh ba vị tam đa phúc lộc thọ. Chất liệu là bình sứ nhá, họa tiết vẽ tay và được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam, sứ xuyên sáng mọi người nhá. Anh chị có thể nhìn thấy này, sứ xuyên sáng ạ. Sứ này là sứ xuyên sáng, cái màu trắng mọi người đang nhìn thấy đây là trắng của sứ. Để tạo ra thì cặp lục bình này, nguyên liệu sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong không tạp chất, được tinh lọc rất là kỹ rồi để cho ra cái nền sứ nó trắng, nó không bị bẩn đục gì cả, không bị xám đục. Nhiệt độ nung lên đến 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra loại sứ trắng như đá như thế này. Ở dòng này là dòng men trơn mọi người nhá, men dòng trơn gọi là chất men là men lam cổ, men lam ngọc, màu xanh rong như ngọc. Khi mà kết hợp cái nền sứ trắng thì nhìn cái bình của chúng ta nó sẽ như là ngọc. Rồi cái họa tiết chế tác này là vẽ tay, vẽ tích cảnh là ba ông tam la phúc lộc thọ đang tọa ở dưới gốc cây tùng, đang tọa ở dưới gốc cây tùng. Cây tùng, một cây tùng thân rất là to trường, mọc ở trên một cái vách đá, thể hiện cho cái sức sống mãnh liệt, dẻo dai, kiên cường, bất khuất. Hình ảnh ba ông tam đa phúc lộc thọ là cầu về đường con cháu này, sung túc về đường con cháu, tài lộc công danh sự nghiệp và sự trường thọ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Đây là cái ý nghĩa của cái tích cảnh tam đa ba ông phúc lộc thọ. Ngoài ra cái khi mà nhìn vào cái tích cảnh này nhá, mọi người nhìn vào khuôn mặt của ba ông, nhìn cái khuôn mặt của ba ông thứ nhất là rất là phúc hậu, vui tươi, sẽ giúp cho khi mình nhìn vào sẽ có cái cảm giác nó sẽ thân thiện, sẽ cảm giác gần gũi, giúp cho cái tâm lý của mình nó sẽ thoải mái. Đấy là khi mà mọi người chơi những cái tác phẩm như thế này, chơi những tác phẩm mình gốm như em đã nói rất là nhiều rồi. Ngoài nhìn ra nhé, ngoài nhìn ra đối với cái dòng men trơn như thế này, mọi người nhìn, mọi người còn phải vuốt ve lên tác phẩm. Ví dụ như mọi người vuốt ve ở cái góc này thì mọi người sẽ nhìn vào từng chiếc lá được chế tác ở trên tác phẩm này. Như là phải hàng đẹp thì mọi người mới có thể chơi được như vậy được. Đẹp thứ nhất là từ về chất đất, chất men, rồi đến độ bóng, rồi đến họa tiết nhé. Thì khi mọi người ra, mọi người ngắm chiếc bình, mọi người sờ chiếc bình, mọi người nhìn cận vào họa tiết thì mới thấy được cái vẻ đẹp của cái tác phẩm được. Nghĩa là đẹp ở đây gần như là không phải là quá xuất sắc, không phải là quá xuất sắc toàn bộ mà là sẽ đẹp đều, đẹp đều. Ví dụ như là xương đẹp này, men đẹp này, họa tiết cũng phải đẹp nhá mọi người nhá. Ở kích thước của tác phẩm này là cao 57 và đường kính mục là 24 ạ. Cao 57 và đường kính mục là 24. Em sẽ quay một vòng cho mọi người nhìn nhá. Cao 57, đường kính mục là 24 ạ. Bóc cái gì, bóc những cái giấy này ra để lát nữa em sẽ quay cận vào cho mọi người nhìn thấy được vẻ đẹp của tác phẩm, nó đỡ bị những cái tạp này nó che mất. Các bác có thể nhìn nhé, để phô ra phần xương sứ đẹp. Nếu mà nhìn cái tác phẩm này, bác nào mà mê cái dòng lam cổ, mọi người nhìn cái tác phẩm này ngoài thích lắm, lát nữa em sẽ quay cận vào cái chi tiết cho mọi người ngắm nhé. Đây là trên miệng ạ, đây là trên miệng nhé. Đây là hàng giả cổ. Tại sao lại nói hàng giả cổ? Giả cổ từ chất men, lối vẽ cho đến phần triện ở dưới đáy, cho đến phần triện ở dưới đáy nhá. Bốn chữ Khang Hy Tiên Chế, Khang Hy Tiên Chế. Và các bác nếu như mà thích cái bình này mà triện chữ Bát Tràng thì bên em cũng có nhá mọi người nhá. Triện chữ gì cũng được, không triện gì cũng có, mọi người có thể đặt. Và những cái sản phẩm này thì không phải lúc nào cũng có sẵn, không phải lúc nào cũng có sẵn. Nếu như không có sẵn làm sẽ phải mất từ 15 ngày để ra được một cặp như thế này. 15 ngày mới nhá. Nếu là nhanh, nếu mà nhanh có hàng phơ sẵn rồi chỉ việc vẽ không thôi thì nhanh thì là 1 tuần, không thì phải tầm 15 ngày là ra được một tác phẩm như thế này. Các bác nhìn này, em sẽ quay cận vào tác phẩm cho chúng ta cùng nhìn nhé. Lộc bình này thì chúng ta chơi ở phòng khách được này, chúng ta trưng bày ở phòng thờ này, phòng thờ bày trí trên ban thờ, cắm đào ngày Tết, cắm sen gỗ ngày bình thường. Còn không thì chúng ta có thể bỏ ra, bỏ tất cả sen gỗ hoặc đào ra, chúng ta chơi bình không đặt ở trên ban thờ nhé. Rất là đẹp với cái tích cảnh hình ảnh này thôi đã thấy đẹp rồi.
Nếu như mọi người mà yêu gốm, mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm em đã làm video chi tiết nhất để cho mọi người cùng ngắm nhìn và có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm mọi người nhé, về từng dòng sản phẩm. Và nếu như mọi người thấy video hay và ý nghĩa và kênh ý nghĩa thì mọi người có thể là chia sẻ để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Giờ xin phép được quay cận vào tác phẩm. Đầu tiên thì em xin phép được quay cận vào diện mặt của bao để cho mọi người có thể nhìn và hiểu rõ nhất. Quay cận vào diện mặt của ba vị nhé. Đây là ông Thọ này, ông Thọ nhé. Ông Thọ thì đặc điểm nhận dạng của ông Thọ thường là ông sẽ có một cái trán rất là cao, đây cái trán rất là cao, và trên tay của ông thì sẽ thường sẽ cầm một chiếc gậy đào, đầu rồng như thế này. Đây là ông Thọ. Ông Lộc, thì là ông sẽ mặc một chiếc áo quan, nghĩa là ông Lộc thì sẽ thường sẽ mặc quần áo sẽ sặc sỡ nhất và đẹp nhất trong ba ông đấy. Đây là ông Lộc ạ, đội mũ quan đây ạ. Đây, đây là ông Lộc mọi người nhé. Mọi người nhìn cái nét vẽ đẹp chưa, nét vẽ mềm nhẹ đây ạ. Còn đây là ông Phúc mọi người nhé. Ông Phúc thì sẽ ăn mặc giản dị, và trên tay sẽ bồng một đứa bé, thì đấy là ông Phúc. Đây là ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đây mọi người cùng nhìn cái diện của ba ông đây ạ. Bày cái tích cảnh Tam Đa này được rất nhiều người thích và lựa chọn nhé. Ba ông này, ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ là ba ông sẽ mang đến cái điều mà trong cuộc sống ai cũng mong muốn đạt được. Có sức khỏe, con cháu đầy nhà, tiền bạc, công danh, sự nghiệp. Đấy là ba điều mà ai cũng mong muốn trong cuộc sống này. Ngoài ra bày ba ông này thì mọi người nhìn, khi mà nhìn vào khuôn mặt của ba ông cảm giác rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Nhìn vào khuôn mặt của ba ông thấy rất là nhẹ nhàng nhé. Rồi em xin phép được quay tổng quan qua tác phẩm này để cho mọi người cùng ngắm nhìn. Rồi, hiện tại em đang quay cận và để cho mọi người cùng nhìn rõ hơn nhé. Đây là hình ảnh cây tùng, ạ. Quay xa cho mọi người nhìn tổng quan.